Đó, cây đàn thùng mỏng rất là hay, rất là đẹp. Gắn EQ Fishman, hàng chính hãng. Nhìn nó nét căng, bóng lộn nhé các bạn nhé. Đó, đàn này được có mã số là NA-01, GA-01, Nilon Acoustic. Đó. Một cây đàn có cần bản cần dài, nó nhỏ. Bản cần này nó nhỏ hơn cây đàn Clasic một chút, nhưng mà nó to hơn Acoustic nhiều. Thì cái mẫu này là vừa mới ra, lần này là lô sản xuất lần thứ hai của Văn Anh Audio. Rất là đẹp các bạn, có cả sơn mờ và cả sơn bóng cho các bạn lựa chọn nhé. 100% làm từ gỗ thịt tự nhiên nguyên tấm.